Ngày xưa, tại một làng quê nhỏ bé ở nước Nhật Bản, có đôi bạn nghèo tên là Shimo và Kami. Gặp năm mùa màng mất trắng, Shimo vốn là người có nghị lực, quyết không chịu ngồi khoanh tay để chết đói. À, này Kami, chúng ta đành phải ra tỉnh kiếm ăn thôi. Thôi được, tôi cũng thử vận may một phen xem sao. Tôi sẽ nghe anh, tôi sẽ xin theo anh. Ra đến tỉnh, Shimo chăm chỉ làm việc, phải vất vả khó nhọc lắm mới kiếm được miếng ăn. Trái lại Kami đã lười nhác lại ăn chơi cờ bạc hoang phí. Này Kami, cậu phải chịu khó làm việc đi chứ hả? Thương bạn, Shimo đã khuyên can Kami hết lần, nhưng hắn vẫn chẳng chịu khó làm ăn. Chính là thật, tôi sẽ bảo quay nhìn nhá, xem mở cái đi. Này à, vào đây, chỗ này nào, anh đâu ngoài em này, đi đây. May quá, lại may một lần nữa rồi. Nào đặt ra đi, tôi đặt tất cả tiền này, tôi đặt tất cả tiền ơi vào đây. Kìa Kami, cậu làm sao vậy? Tôi đánh bạc hết mất tiền rồi. Tôi đã khuyên cậu bao nhiêu lần là không được cờ bạc nữa cơ mà. Bây giờ tôi biết tính sao đây hả Shimo? Thôi, có lẽ chúng ta phải về quê làm ruộng thôi. Tôi cũng dành dụm được một ít tiền. Về tới làng, tôi sẽ xây lại nhà, tạo lại ruộng. Anh cứ chịu khó làm ăn với tôi, chắc rồi sẽ khá. Đây này, xem này. Số vốn này chắc cũng đủ đấy. Tiền bạc đã làm Kami lóa mắt. Trong đầu hắn này ra ý nghĩ đen tối. Ôi, kìa, Kami! Sau khi nhẫn tâm thiết bạc, Kami liền quay về tỉnh. Chẳng bao lâu đã lại nướng sạch số tiền cướp được vào cuộc đỏ đen. Hết tiền thì đi về nhà đi. Về đi thôi. Hắn buồn bã trở về, tay không lại hoàn tay không. Chính là Shimo, bản thân nhất.
Trâm lạy anh, ngàn lạy anh, anh tha chết cho ạ. Tiền của anh tôi đã tiêu hết rồi ạ, tôi đã thua bạc ạ. Kami đừng sợ, tôi sẽ giúp Kami kiếm lại được rất nhiều tiền. Kami đừng lo. Ui, nhưng anh chết rồi, làm sao? Tôi đã có cách. Đồng bào chú ý, chúng tôi xin trình diễn tiết mục Bộ Xương Biết Múa dưới sự điều khiển của nghệ sĩ tài ba Kami. Về bộ xương biết múa kỳ lạ đã lọt đến tai vua, thế là ngài liền cho gọi Kami tới để xem thực hư thế nào. Này Kami, nghe lệnh vua truyền, mau vào trong cung trình diễn tiết mục bộ xương biết múa cho đức vua xem. Này Kami, ta nghe nói nhà ngươi có tài điều khiển bộ xương biết múa, hãy trình diễn ta coi, ta sẽ hậu thưởng. Dạ, xin tuân lệnh. Sao lại không múa? Múa đi! À, không múa à? Không múa này, không múa này! Kami, ngươi là kẻ vô cùng độc ác! Tội của ngươi, trời không dung, đất không tha! Muôn tâu bệ hạ! Thần là Simo đã bị tên Kami này giết hại! Chiếm đoạt hết tiền của, xin bệ hạ ra tay trừng trị hắn ạ! Và tên Kami này là một kẻ phản bội, thật là gian tham độc ác. Tôi xin bệ hạ tha tội. Tội của ngươi không thể nào tha thứ được. Quân bày đầu, mang hắn đi chém đầu. Tôi xin bệ hạ tha tội chết cho hạ. Xin bệ hạ tha tội chết cho hạ. Xin đa tạ bệ hạ.